Sabo đòi cân im và ngũ lão tinh, top những nhân vật ảo tưởng sức mạnh nhất. Khi nhắc đến 4 chữ ATSM, anh em sẽ nghĩ ngay đến điều gì? An toàn sinh mạng, anh Tây sợ ma hay ác tặc số má? Nói đùa vậy thôi chứ chắc ai cũng biết rằng nó là viết tắt của một triệu chứng bệnh nan y đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong cả đời thực lẫn manga, với tên gọi chính thức do WHO công nhận là ảo tưởng sức mạnh. Triệu chứng thường thấy và dễ nhận biết nhất của người bệnh này là học lớp 2 mà dám đòi công nghệ va với lớp 9, nặng 40kg mà đòi boxing với một kẻ nặng một tạ. Nói chung là không nhận biết được trình độ của bản thân so với đối thủ. Cuối cùng là thường nhận lại cái kết vô cùng đáng lòng thanh niên, thậm chí là bỏ mạng. Vậy trong thế giới One Piece này có bao nhiêu bệnh nhân của chứng ảo tưởng sức mạnh? Cùng mình đi tìm hiểu trong video hôm nay nhé. Video vui vẻ không dành cho mấy thanh niên nghiêm túc và đang trong giai đoạn cho vợ bú. Nè, shop áo Uta Anime đang có quá trời mẫu mới kìa. Các loại anime hè và đông. Lên shop bé tìm kiếm Uta Anime để nhận voucher hấp dẫn. Link dưới mô tả nha. Sabo vừa là bộ não của quân cách mạng, vừa là viêm đế trong rất nhiều cuộc đảo chính của người dân khắp tân thế giới. Nếu mình nói Sadibo cũng là một thanh niên ảo tưởng sức mạnh thì chắc là rất ít anh em tin đúng không nào? Nhưng mà nó lại là có thật đấy. Cụ thể thì trong chiến dịch giải cứu Kuma, Sabo đã thâm nhập vào phòng quyền lực nơi đặt ngai vàng bỏ trống và chạm mặt im cũng như Gorosei đang tâm sự tuổi hồng cùng quốc vương Cobra. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi máu liều dồn lên não, anh quyết định nhảy xuống tung một đòn hỏa quyền với ý định tiêu diệt toàn bộ đám trùm của thế giới. Chính Sabo cũng thừa nhận rằng trong lòng anh lúc ấy thực sự muốn tiễn đám này trong một đòn. Really? Really bro? Chả lẽ Tổng tham mưu quân cách mạng thật sự nghĩ những kẻ mạnh nhất chính phủ thế giới chỉ là đám lão già làm việc hành chính văn phòng, suốt ngày chỉ biết đập đá chơi đồ hay sao? Cũng may dù mắc bệnh ATSM nhưng vẫn được ông bà độ. Cuối cùng Sabo thành công đánh bài chuồn trước nanh vuốt của 6 kẻ đẳng cấp từ đô đốc tứ hoàng trở lên. Chắc kiếp trước viêm đế nhà ta đỡ vài quả thiên thạch thì kiếp này mới hên như thế. Bartolomeo. Sau khi đốt cờ và bán hàng đa cấp tại lãnh địa của Shanks, một số độc giả bằng niềm tin không lung lay đã nghĩ về việc Bato dùng rào chắn khuất phục luôn tứ hoàng tóc đỏ. Nhưng làm gì có mùa xuân ấy? Thứ chúng ta nhận được chính là hình ảnh Bato quỳ mọp xuống đất, khóc lóc cầu xin tha thứ, tự nhận bản thân là một thằng trẻ nghé và nốc hết bình thuốc độc pha kè, cuối cùng bị bắn nổ tàu Going Luffy đại ca. Đây có lẽ là trận thua đầu tiên kể từ khi Bato ra khơi Du Idol. Trước đây, năng lực rào chắn luôn áp đảo, thế nên đầu màu gà mới ngày càng không xem ai ra gì và mắc căn bệnh ảo tưởng sức mạnh. Sau đòn ấy của Yasop, nếu cứ fan cuồng này vẫn may mắn sống sót thì có lẽ từ nay về sau sẽ bắt đầu ăn chay niệm Phật. Hoa hậu thân thiện hơn, không còn dám sắc sược bố láo bố lếu nữa đâu anh em ạ. Cũng may, Xanh có quen biết với Luffy đấy, không thì ăn chuối xanh cả đám. Rob Lucy. Hai năm trước, Lucy đã là một kẻ tự mang cái mác thiên tài đi xem thường người khác. Đến cả hải quân hắn cũng chẳng coi ra gì. Tưởng chừng sau khi bị Luffy đấm vêu mồm lang thang đầu đường xó chợ thì tấm chiếu chưa trải này sẽ được trải và không còn ảo tưởng nữa. Ai dè giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hai năm sau khi gặp lại Kulu tại Egghead với tư cách là CP0 cấp cao, đáng lẽ hắn phải rất rõ Luffy là kẻ xứng đáng ba tỏi bê ly, vừa hạ gục xong Kaido, thức tỉnh trái ác quỷ và sở hữu ba dạng Haki cấp cao, trong khi bản thân Lucy chỉ có hai dạng Haki và thức tỉnh trái ác quỷ. Lục thức cũng chỉ nâng cấp ít ỏi, thế mà dám tự tin nhảy vào solo đòi báo thù 2 năm trước. Cái kết thì sao? Luffy vừa đánh vừa hút bóng cười mà cũng dễ dàng chiến thắng. Thậm chí Oda còn tàn ác tới nỗi không để Lucy bại trong tay Luffy mà dành nó cho Zoro. Chỉ với vài đường kiếm, không băng đầu, không dùng chiêu thức mới, cũng chẳng bật quá nhiều Haki, rổ nhà ta đã ao trình và chém con báo này thành một con mồn lèo Hello Kitty. Chắc là sau trận ấy, Rob Lucy phải đội ít nhất là 3 lớp quần lên đầu đấy anh em ạ. Này thì ta không công nhận ngươi là tứ hoàng, gọi mèo ngu thì lại tự ái. Kobe từng có xuất phát điểm cực thấp, có thể gọi là dưới đáy xã hội. Đáng lẽ ra, để có được ngày hôm nay, hơn ai hết, Kobe phải biết rõ trình độ của mình so với thế giới. Tuy nhiên hiện giờ con báo hồng này dường như cũng nối gót con báo hoa mai kia, đang dần mắc bệnh, anh Tây sợ ma rồi. Đầu tiên phải kể đến việc Kobe tự tin tiến công một hòn đảo của Thất Vũ Hải là Boa Hancock. Thậm chí nhìn cách cậu Trash Talk với X-Drake thì giống như Kobe tự xem mình là kèo trên vậy. Cái kết thì sao? Xém tí nữa ăn trọn cặp chân dài của Boa về với đất mẹ. Nếu không có dâu đen phá đám, thử hỏi nếu khi ấy không phải là Boa mà là Weevil hay là Mihawk thì sao? Thì chắc là người mùi đất rồi. Sau đó nữa, dù trải qua biến cố tại Hachinosu nhưng báo hồng vẫn chưa khôn ra tí nào. Thanh niên này tự tin tuyên bố rằng mình sẽ là người ngăn cản giấc mơ của Luffy. Mình thì không phán xét ai bao giờ, chỉ muốn nói một câu công bằng thôi. Nếu bệnh nhân ung thư mà cũng lạc quan được như thế này thì hay biết mấy. Kid,
Ngay từ lần đầu xuất hiện với vị thế là siêu tân tinh dẫn đầu thời đại với mức giá 315 triệu, Kit đã coi trời bằng vung, luôn tự cho rằng mình là ông nội trên biển. Thậm chí khi mới bước vào tân thế giới, hắn còn đánh đập giết hại những hải tặc chạy trốn vì cho rằng đám đó quá hèn nhát. Hai năm sau, Kit bắt đầu ảo game đến mức nhiều lần thách thức các tứ hoàng dù bản thân vô cùng yếu kém. Hắn đánh Big Mom để cướp lại đồ trong tay bà rồi sau đó bỏ trốn trong sự ngạo mạn. Cũng may là khi ấy không có sự xuất hiện của Kata hay mẹ lớn, nếu không thì Kit hiện giờ chắc đang nghỉ dưỡng trong nhà tù sách. Sau đó nữa là hai lần thách thức băng tóc đỏ, lần một bị Ben Beckman xin mất cánh tay và lần hai thì cả băng đi đời nhà ma luôn. Đáng nói hơn, việc Kit tấn công băng tóc đỏ là do hắn chủ động tìm đến gây sự, trong khi hoàn toàn có thể né sanh ra để tiếp tục thu thập Poneglyph và thăng tiến sức mạnh sau Aquano. Ngu thì chết chứ bệnh hoạn gì. Jack. Trên thế giới này, Jack chỉ nể trọng 4 người, lần lượt là Kaido, King, Queen và Thiên Lý. Số còn lại hắn đều xem là kèo dưới, thậm chí là một trong số ít những kẻ mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh, nặng đến mức dám đòi cân 3 huyền thoại của hải quân. Giai thoại ấy không fan One Piece nào là không biết. Jack khi ấy vì muốn giải cứu Doflamingo nên đã đánh úp vào chiến đội của hải quân. Đang nói là hắn biết rõ trên tàu còn có đô đốc Fujitora, cựu thủy sư Sengoku và huyền thoại Suru. Đến giờ mình vẫn chưa biết bằng cách nào mà Jack một lần có thể thoát chết trong pha ấy. Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là lần ảo game nhất. Ta cần phải tiếp tục nói đến pha chọc chó. À nhầm, chọc voi anh em ạ. Kích thước của Junesa gấp từ 7 đến 10 lần vua biển, trong khi những thanh niên máu liều như Luffy khi chạm mặt vua biển cũng phải rén. Thế mà Jack liên tục dùng đại bác tấn công chú voi này. Cái kết thì anh em cũng biết rồi đấy, một quật nằm sàn luôn. Nếu không phải hắn mang dòng máu người cá giúp thở dưới biển thì có khi đã lọt vào hạng mục đề cử của giải thưởng Nobel chết ngu rồi. Caribou. Vì danh tiếng lẫy lừng 2 năm trước nên khi trở lại sau khoảng thời gian time skip, băng mũ rơm trở thành idol giới trẻ khiến hàng vạn hải tặc Sabaody khiếp sợ, muốn làm thuộc hạ. Thế mà có một kẻ chả biết đào đâu ra đủ tự tin để đòi hạ sát toàn bộ băng mũ rơm, không ai ngoài Caribou. Đúng với lời nhận xét của Peckoms, mấy thằng già ăn lô ra và ảo tưởng về sức mạnh như mày thì chỉ có ăn đồng bằng ăn cát. Caribou hoàn toàn không nhận biết được rằng chỉ với haki vũ trang cơ bản thì hắn đã sấp mặt lợn, chứ đừng nói đến những loại sức mạnh khác mà Luffy cùng những người bạn có được. Đi vào lòng đất chính là pha truy sát dưới đáy biển trên đường đến đảo người cá. Caribou muốn đâm thủng bong bóng tàu Sunny để bắt trọn cả băng mũ rơm mà không hề biết rằng dù cho kế hoạch ấy có thành công đi nữa, Zoro và Sanji chính là hai kẻ cực mạnh, vừa có haki, vừa không ăn trái ác quỷ trong. Nói chung dù là kịch bản đẹp nhất đi chăng nữa, cửa thắng của khứa này vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Trừ khi anh hai anh ba nhà ta tối hôm trước bị dính bùa ẻ chảy thì may ra mới lên được 1%. Hody Jones. Nếu như Along là một kẻ khủng bố nhưng vẫn rất rõ sức mạnh của bản thân thì Hody Jones lại hoàn toàn trái ngược. Hắn vừa cặn bã hơn, rắc rưởi hơn, lại còn vô cùng ảo tưởng. Vốn dĩ Hody chỉ là một tên lính quèn chuyên đổ bô rửa chân trong hoàng tộc, nhưng rồi một ngày hắn vô tình phát hiện ra được sức mạnh của việc chơi đồ, từ đó bắt đầu sa ngã. Mà anh em cũng biết rồi đấy, chơi đồ ngoài tăng sức đề kháng ra còn khiến não bị hư nữa. Càng chơi, hắn lại càng tự tin thái quá về sức mạnh mà nó mang lại. Đỉnh điểm nhất là lên kế hoạch bành trướng với lần lượt các bước thống lĩnh quận người cá, chiếm Long Cung Thành, tấn công các hòn đảo của con người, tiêu diệt hải quân và chính phủ, cuối cùng là thống trị thế giới. Nghe nói ảo còn hơn mạch truyện đội tuyển Việt Nam vô địch World Cup nữa anh em ạ. Nên nhớ rằng trong trạng thái thường, Hody chỉ mạnh ngang một hải quân cấp tá bị Luffy hạ gục trong một đòn duy nhất. Thế mà tư tưởng của hắn giống như bản thân đã đạt level tứ hoàng vậy. Quả không hổ danh, chúa tể self-help, ông hoàng thẩm du tinh thần, kẻ hủy diệt phòng bay. Luffy. Và cuối cùng trong video hôm nay, chắc chắn bất kỳ anh em nào cũng đoán ra được rồi nhở, không ai khác chính là main của chúng ta. Từ trước đến nay, Luffy chưa bao giờ tự nhận định rõ chênh lệch sức mạnh của mình với kẻ thù. Thay vào đó, cứ có cơ hội là lao vào công nghệ va. Ban đầu chiến với những kẻ như Crocodile, Enel, Lucy, các kiểu thì cậu còn thắng được trong gang tấc. Nhưng sau này khi vẫn ảo tưởng sức mạnh trước các tai to mặt lớn của thế giới như Đô Đốc, Tứ Hoàng, thì cái kết nhận lại đa số đều rất đắng. Nếu đây là một thằng nhóc hải tặc bình thường không phải main của bộ truyện thì ông bà đã đón đi lâu rồi. Trên tất cả, ngoài các nhân vật trên ra, hẳn anh em vẫn đang thắc mắc S và Zoro đâu đúng không nào? Về phía S, anh đơn giản là không biết dâu đen mạnh đến mức độ như thế vì từ trước đến nay hắn luôn giấu nghề. Sau đó tại trận chiến thượng đỉnh khi đối đầu với Akainu cũng chỉ đơn giản là vì quá tức giận nên làm liều thôi, không thể gọi hỏa quyền là ATSM được. Về phía Zoro thì giai đoạn mắc bệnh ảo tưởng của anh chỉ kéo dài từ khi ra khơi đến khi gặp Mihawk. Sau đó đã được bác sĩ Mỹ Hạnh chữa bệnh bằng một nhát chém rồi nên ta không cần bàn tới nữa.
Thay vào đó, mình chỉ có một câu hỏi cho anh em này. Trong giai đoạn khởi đầu Aquano, có một thanh niên 17 tuổi, không biết Haki, không biết dùng vũ khí, yêu màu hồng, thích kẹo bông, với chiều cao chỉ khoảng 90cm, thế mà khoác bộ áo samurai lên người và đòi lấy đầu cả Kaido. Chúa tể ảo game ấy là ai? Comment xem anh em có phải fan cứng One Piece không nhá. Và rồi, video hôm nay đến đây cũng khép lại. Mong là anh em sẽ ấn cho mình một like, một sub nếu thấy hay nhá. Giờ ta đến với góc comment thôi. Bạn Habrime đẹp trai, bằng tóc đỏ gần như là toàn diện về mọi mặt, toàn mấy ông mạnh bằng xanh, não to, haki và vô vàn khoản khác nữa. Chuẩn bạn ơi, chưa biết băng Roger này ngày xưa ra sao, nhưng tính đến giờ băng tóc đỏ là toàn diện nhất. Bạn Kae Decimo, nếu S còn sống thì anh có thể lên làm tứ hoàng không nhở? Có khi còn đi xa hơn cả tứ hoàng đấy bạn ạ. Dòng mình đã có một video nói về điều đó rồi, bạn có thể xem lại trên kênh nhá. Bạn Mr. Sider, ủa sao xanh không đi kiếm ông bác sĩ băng Roger xong lấy One Piece luôn cho nhanh? Như thế thì còn gì là phiêu lưu nữa hả bạn? Hơn 20 năm trước, chính xanh cũng quyết định ở lại chăm sóc Buggy thay vì đến Laugh Tale cơ mà. Cuối cùng cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình trong video hôm nay. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.